Xin chào quý vị và các bạn. 3 ngày tới, Bắc Bộ vẫn đang là nơi có thời tiết ổn định nhất trên cả nước. Không khí lạnh hoạt động yếu và trời tạnh ráo, nên nhiệt độ có xu hướng tăng lên, trời ấm áp hơn mỗi ngày với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 21 đến 24 độ, riêng khu Tây Bắc từ 24 đến 26 độ. Thời tiết trong vài 3 ngày tới nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán của quý vị. Nơi có thời tiết đáng lưu ý nhất lúc này vẫn là khu vực Trung Bộ, dù cường độ của gió đông bắc tầng thấp và gió đông ẩm tầng cao đã giảm dần. Tuy nhiên, vẫn gây ra mưa trên diện rộng suốt từ Hà Tĩnh trở vào cho tới tận Bình Thuận. Phải từ ngày 7 tháng 1 thì mưa mới giảm nhanh xuống còn vài nơi. Còn về nhiệt độ, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, về đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 15 cho tới 18 độ, cao nhất trưa chiều là 22 đến 25 độ. Khu vực Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên, nhiệt độ cũng tăng dần lên mức 25 đến 28 độ. Riêng các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, ban ngày trời có nắng và nhiệt độ cao từ 28 đến 30 độ. Ở phía Nam, những cơn mưa rào và dông trái mùa vẫn đang duy trì trên diện rộng. Phải sang đến ngày 8, 9 tháng 1 thì mưa mới giảm dần. Ban ngày trời nắng nhiều hơn, vì thế nhiệt độ cũng sẽ có xu hướng tăng lên. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở khu vực Tây Nguyên là từ 25 đến 28 độ, các tỉnh thành Nam Bộ từ 29 cho tới 32 độ. Trên biển, do không khí lạnh suy yếu nên gió trên hầu khắp các vùng biển đều giảm dần về cường độ, phổ biến ở dưới ngưỡng cấp 6. Riêng khu vực Bắc Biển Đông còn có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, gây sóng cao biển động. Đáng lưu ý là nhiễu động gió đông vẫn đang hoạt động, trên các vùng biển vẫn duy trì mưa rào và dông, đặc biệt là khu vực biển của huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Ngoài ra thì việc gây ra tầm nhìn giảm, trong cơn mưa dông còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho tàu thuyền trên biển. Bản tin thời tiết cuối ngày 6 tháng 1 sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.